Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp theo chương trình phát biểu của bệnh nhân, chúng tôi xin mời chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên, 58 tuổi, nhà ở Dĩ An, Bình Dương, xin phát biểu chia sẻ kinh nghiệm với lại hội chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên là con xin thành kính tri ân Ngài Tiên Sinh Osawa và người thầy tôn kính của con là Đại Đức Thích Tuệ Hải đã chỉ dẫn chúng con pháp môn ăn dưỡng sinh gạo lứt muối mè để trị được bệnh thân và tâm của chúng con. Sau là con thành kính tri ân cô Liên Mỹ, gia đình cô Liên Mỹ đã dẫn dắt chúng con đi đến Phật Pháp, đến chùa Long Hương để mới gặp được phương pháp dưỡng sinh này. Và sau cùng con tri ân người mẹ con đã chỉ dẫn dắt chúng con đi đến con đường Phật Pháp. Con tên Nguyễn Thị Thanh Nguyên, 58 tuổi, pháp danh Ngọc Hiền. Con ở Dĩ An, Bình Dương. Nhân duyên con đến chùa Long Hương là vì thời gian năm 2011, con có một chứng bệnh đau xương khớp, thoái hóa cột xanh sống, thoái hóa cột sống và bị thần kinh tọa. Đến ba mấy năm liền trị bệnh không hết. Con nó vẫn khóc với con, nó nói mẹ má ơi, chắc con bệnh này con không qua khỏi, chắc con chết. Thời gian đó con ở xa, con kêu con thôi cứ ăn chay niệm Phật đi cho qua, rồi má sẽ về, má trệ, má lo cho con. Trong khi qua cái Tết rồi, tới gần Tết rồi con mới về. Con về con suy nghĩ, con không biết trị bệnh cho con, vì suốt trong thời gian mà con nó bệnh là cũng 9-10 năm rồi. Con chỉ nghĩ có cách bây giờ là chỉ đi theo phương pháp dưỡng sinh Osawa, mà con không biết ở đâu. Nhân dịp con có người em dâu chỉ dẫn cho con qua cô Liên Mỹ ở Đái Thiêu để trị bệnh, để ăn pha phương pháp dưỡng sinh này. Và một thời gian ăn phương pháp này, con đã giảm bệnh rất nhiều. Và chỉ khi nào có ăn cái gì trúng là con nó mới đau lại, đau một chút thôi là hết. Còn thân của con thì sau khi con ăn dưỡng sinh, thời gian ăn dưỡng sinh con cũng ăn theo. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thời gian theo ăn dưỡng sinh này mà chúng con đã nhận thấy, không phải riêng trị bệnh không, mà còn sửa trị được bệnh thân và tâm của chúng con, và con đã chuyển hóa cho các con hướng đến con đường Phật Pháp. Biết ăn chay, biết niệm Phật, biết đi chùa. Và chị em, anh em rất thương kính nhau, rất có hiếu với ông bà, cha mẹ. Và biết thương yêu lẫn nhau. Và trong thời gian con ăn dưỡng sinh này, con đã lo rất nhiều, và làm rất nhiều. Hôm nay đối trước thầy sư phụ và tất cả đại chúng nơi đây, con những lời chân thành của con đã nói ra, con xin ơn xin những người có bệnh nhiều hại can đảm lên và đi và ăn dưỡng sinh gạo lứt muối mè để trị được bệnh thân và tâm, và con đường của chúng ta đi mỗi ngày nó một tân tìm một tiến bộ hơn. Nên nếu mà chúng ta có tu học Phật Pháp thì đã dẫn dắt chúng ta tu học rất là tốt và trị được bệnh thân và tâm. Dứt lời, con xin thành kính tri ân Thầy Ngài Tiên Ơn Sinh Ô Sao Qua đã giúp cho con có cuộc sống ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là phần phát biểu của bệnh nhân đã đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin thay mặt tất cả hội chúng cảm ơn những bệnh nhân đã chia sẻ kinh nghiệm, cũng như xin khép lại chương trình phát biểu ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ha ha ha,